với em và cậu bố là 58 triệu để anh ấp cậu sửa vừa mình cầm game gì rồi chơi. Biết nay anh em mình đánh gọi là có cái gì gọi là con lành không anh em ơi, mình sợ gọi là thua, mình sợ thua anh em ạ, chả với gì sợ ấy. Hôm nay đi 22 đang báo hiệu một quả câu đi 22 đánh nhẹ với cây 5 cũ với tài đi. Ok chưa, hôm nay thì khó quá, đánh không đánh một cây hôm nay chắc là tài rồi, do nó cân thấy bên tài nhiều tiền nó không cho anh em cân đúng không, tính ngay là tài mà. Anh phải nhìn tiền nhá, còn mà xanh nếu mà người đặt trễ thì nhìn tiền. Cậu nào kiểu như nhiều tiền là ăn thôi. Hay là quá nhiều tiền là này bữa nay là một cỏ 8 ấy. Ôi, cái này gãy rồi. 32 em. 32. Để xem bởi cậu này có chất lượng đi, chất lượng 2 mù 33. Mà cậu này đi 33 à. Bác sợ nếu đi 33 em hay em ạ. Giờ này cậu nó hay gãy lắm, cậu này quả này đi 3 cây trước, 3 cây trước đi 1-1, thế này là 3 cây sau đi 1-1 là đã xỉu rồi. Này chắc là xỉu bác. Không, phải là 3-3 đi, mình dò 3-3 luôn, anh tay cây 8MG là cây 5MG nè. Cầu này thì chắc định nha, em thấy, à đúng mấy con này chưa chắc lắm em ơi, 3-2 đi hơi khó đấy. Được, 4-2, 3-2 à. Má dễ thở nhờ, 95, 98 nó mới đau. Thôi mình ấp tài đi, tài cho nó lành các bác, đánh quả tài cho nó lành. Quả đấy không tài thì hơi dỡ. Này về lại con tài 8m này, quả thử gỡ được hai cái kia không. Ôi này tìm một tỏi 9 thế này, không biết là ăn nổi không. Này cân lên tụi một tỏi 6, khó nhờ. Có tài không nhỉ, đúng rồi, tìm cân là bú em ơi, hấp lại nhá. Cậu này ăn là điểm có lại, ông chết rồi, 2-1 này em ơi. Quả này nặng tính ngay mà, cậu này nhìn nó cứ điêu điêu như nào ấy. Quả này lại cầu 32 nữa, sợ thật sự ấy, con này giống nhau à. Này 324 này, bên này cũng 32 này. Này 30, 34 ấy. Khó sơi quá anh em ơi. Vẫn đang lỗ bao nhiêu nhờ. Mình lỗ 3 triệu. Lỗ tầm 4 triệu đi. Lỗ 4 triệu ấy. 45-9m mà 13 đúng không. Này thì tiếp với tài đi. Mà từ từ để coi đánh nhỏ nhá, cái này đánh nhỏ, đánh nhỏ với tài thôi, đánh nhỏ với cái tài thôi, nhỏ nhẹ thôi bác, đây cái 4 thôi. Còn này thì 4 cây cân, cần 4 cây mà sợ đi thêm 1-5 cây. Thôi mình cũng cân lại cái nhỏ 5M luôn. Cân nhỏ nhỏ thôi, cân tiền nhỏ nhỏ đánh dễ đánh. Đánh mà nhiều quá là khó sơi lắm. Con này em biết là hấp được hai bên nhỉ. Hai bên đồng hoa tài đi ăn này. Mà hai bên đang ngược cầu nhá, cực kỳ được cầu luôn, tôi đang bé hai cầu luôn đấy bác. Thấy hai cầu thì giống nhau, mình 32 mình có 32 đây. Không giống nhau là được, đừng có giống nhau khác đi. Của mày nó giống nhau rồi anh em ơi. Đánh ngu rồi anh em ạ, cho ăn là mình là không liếm ấy. Năm này, ok có năm thì có gọi là cái này năm cũ. Thế mình đang lỗ được 4, lỗ được 3-3 thôi, đang lỗ 3-3. Này 324 rồi. Này đọc luôn đi cái 10 cũ xỉu đi. Này 324 à, này 4 cây đi 3 cây đúng không? Này có từ để coi đã. 421. Này đi trước 2 cây. Quá khó đánh. Nói chung là quá khó, hay là 21 đi, năm cũ tài. Được cầu hai cầu xe đang ở đường ấy, đâm ra trời nói chung là đang xe cổ rất là đông các bác, thấy không? Mình thì cố gắng đi ngồi trong góc kiếm thôi. Người thì dùng sức kiếm tiền thì người thì dùng trí não để kiếm tiền càng nhiều nữa. Đấy. Thì mình thì kiếm tiền bằng tài xỉu thì mỗi ngày tối mới cứ nằm mơ mộng thôi. Đang bị bệnh nữa đấy mà. Về xỉu nó 10 mét nào. Ốc quả câu này ngon ăn không nhờ. Ngon ăn là mình lượm luôn lúa nhá. Lượm luôn lúa đi, cho lượm đi. 2, 3 này. Ok hấp nha, một con xỉu 10 này. Rồi có tài luôn em ơi, địt mẹ lời luôn các bác, thế mà hay em ơi. Rồi đang lời được 11 củ rồi. Thấy không, mẹ đã đọc 2 cây chắc ăn là cứ gọi là bú là liên thông thôi. Này 42 à. 43. Xong rồi cầu 43 à, kép 2 giữa à. Cầu này thôi về xỉu bác, đừng có lừa nhau bố ở đây nhá. Đây, cầu này đang đi cầu này 2 con kép 10 các bác, 2 con kép 10 đến về đâu nhỉ? Này giờ cầu dừng ở 10 đúng không? Cầu này dừng ở dừng 10 đi này. 17 là 10 đi này, 17 nhá, con này về tài hơn. Con này anh nghĩ về tài, bác năm cũ tài. Đấy, chắc ăn thôi. Đánh theo và chắc ăn ở nhà theo nhiệt.
cầu tài xỉu mình đánh phải gọi là nhịp 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 tí, nhịp đùi tí anh mới gọi là ok la. Tài V5 với lại xỉu V5 nhá, hấp bội không nhỉ? Hấp bội anh em phải lúa không? Cho ăn đi, cho ăn mình, cho mình ăn đi. Ăn mình vui vẻ luôn, mình hôn chuột 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 luôn em ơi. Năm củ nào? Năm củ tài nhá. Năm củ tài rồi. Tài 4 này. Ok, một cái tài hấp rồi, này có xỉu không? Có xỉu luôn em ơi, địt mẹ đồng hoa. Không đồng hoa là hấp nhá. Đọc vị chuẩn quá này, 9 này. 9 kép này, 10 kép đi theo, 10 kép không nghe lời. 10 kép không nghe lời, 9 này là cũng không nghe lời. Bác về lại cầu này thôi, về lại con xỉu đi. Cầu này về lại con xỉu 5 đi. 5 củ xỉu, kép không nghe lời bác. Tình con này kép không nghe lời luôn, cầu này đắp đi 22 rồi bác. Đi 22 theo 5 củ ta tiếp. Bớ tiếp về cầu. Ở đây thì mình sơ cầu lẫm lúa nào. Bạn nào mà chưa follow channel tôi vào đây nhớ là follow channel tôi một ngày nhá em ơi. Hàng ngày mình đem vào đây những công thức đánh gọi là rất là uy tín. Để cả nhà với cổng game, mình là cổng game thì người chơi chơi. Bạn nào chưa tải game này thì anh em vào đây học giáo án tôi thì tải game vào đây chơi rất là dễ dàng ở nhà. Tiếp về cái tài năm cũ với lại cái xỉu năm cũ của nhà nhá. Lẩm lúa với tay không? Ăn hấp lẩm lúa với tay cho mình không? Năm cũ tay và năm cũ xỉu nào. Bơi cầu chơi để ca thôi. Từ A đến Z là một mai lo hết nhá. Rồi em ơi, này có bơi không? Năm củ tài thôi. Ủa cái này xỉu này. Ủa xỉu gãy rồi, các bác về tài gỡ đi. Ủa có cái tài để gỡ luôn. Quả này ra đồng hoa, các bác ra đồng hoa tài này. Giữa cầu đi ngược cầu ra đồng hoa tài này. Cái này nếu mà nghe lời thì đánh tài em ạ. Nhưng mà do cái cầu đồng hoa thì mình chả thích đánh làm gì. Này đang đi 22 đẹp cực nhờ. Mình đang vẫn đang lời được quả là 20 củ bác thấy không. Đánh thì mình cứ lời thôi. Bây giờ mình đánh ấp một tay nữa. Mình đánh cái tay chắc con này thôi. Vậy là cây 5 củ xỉu nữa đấy. Thì những cây nào chắc thì mình cứ vào theo các bác. Bây giờ nếu mà thua cái này mình lời được 15M. Ổn nhất hôm nay rồi. Cứ một lần đánh thì lời 15M các bác. Không cần lời nhiều đâu. Nhẹ nhàng tình cảm xương cháo hàng ngày thôi. Đếch cần gì nhiều nha. Lời nhẹ nhẹ không được. Đấy, lời mạnh cũng được. Chứ không phải anh em đánh vào đây mà kiểu như mấy thằng bot ở trên mạng cứ kéo gì mà. Tôi thì không có kéo anh em nhá, lâu lâu thì tôi có livestream thì anh em vào đây theo cầu, bắt cầu về bờ thôi. Thì anh em nào nạp vào tin tưởng thì theo. Còn tôi là muốn ngay vào xem video tôi làm giáo án. Đấy là gọi là hướng dẫn cách gọi là soi cầu bắt nút. Còn bạn nào mà kiểu như kéo thì tôi không kéo anh em ơi. Quả này không có lừa nhau ở đâu. Mấy ông khác là đi lừa, tôi chả lừa ai. Lại con xỉu 5m đi. Hấp không? 5m này. Rồi ok, bú nha em ơi, nhẹ nhàng như thế. Đấy, đấy ok chưa? Lời được 24 triệu, 25 triệu nhà. Chốt đơn hôm nay các bác. Đấy, ngày thứ 7 rất là vội vàng, thứ 7 này. Ngày thứ 7 ở nhà. Thứ 7 nha em ơi, quá là ngon. Đấy, bạn nào thấy kênh tôi hay xin một like, subscribe nha em ơi. Chúc anh em một ngày chơi vui vẻ mắm với cổng game thì người chơi nhá. Ok chưa? Bye bye, nên bye ở nhà nhá.